Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Phụ Tùng Green Xe Cúp. Thì sáng nay có hai cái đơn hàng, một đơn hàng đi Hà Nội với một đơn hàng đi Hải Phòng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đóng gói cái đơn hàng đi Hải Phòng trước. Đơn hàng đi Hải Phòng bao gồm những thứ sau: cặp giỏ Inu, một cái bô DD siêu đẹp, kiến ốc sần cầu thập hình sần tay thắng và ra mũi đập bẩn cái thùng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ vô ha. Thì đây là cái bẩn đê đê đây. Bẩn đê đê đầy đầu thì không có cái cánh chim ở đây nha. Đây, giờ bên này không có đề. Còn nếu có đề nó là bẩn tâm 2 custom đều mua. Không đề thì nó sẽ là tâm 2 như là đê đê. Cái khá là đẹp. Đây là hàng hiếm nha. Rồi, một cái bẩn DD nè. Một cái báo xăng tấm 2 nè. Cái này thì bao xài cho các bạn nha. Cái còi nắp bình xăng, đây là nắp bình xăng xe cấp, dùng chung cho tất cả các loại xe cấp. Tay thắng của tấm 2, bao gồm mũi tấm 2, kiến chiếu hậu. Quá dàn vô cặp lốp mình thấy rồi đúng không, lốp Inu này. Cô Thái bên đời sẽ là cô Honda Goshi. Món hàng gì á? Đẹp.
hay là cái bô. Đóng rồi, cái lốt đây là cặp chở nha.
Xong như vậy là xong một cái đơn hàng khủng đi Hải Phòng. Đây là cặp lốp. Đây là bô. Đây là bự cái nhiều thứ cũng đây. Ok.